Chào quý vị đón chương trình Điều Kiện TV. Chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình và phu nhân cũng như là một cái đoàn tùy tùng rất là hùng hậu, trong đó có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và nhiều cái quan chức cao cấp ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Và cái chuyến viếng thăm này diễn ra trong một bối cảnh là cái vị thế của Việt Nam đang được nâng cao rất là nhiều trong năm 2023. Khi mà trong năm 2023, đặc biệt là những tháng cuối năm, thì nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Và bên cạnh đó thì nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản. Như vậy thì tính đến ngày nay thì Việt Nam đã có đối tác chiến lược toàn diện, ngoại trừ Trung Quốc ra thì còn có nước Nga, nước Ấn Độ và hai nước mà chúng ta mới vừa kể trên cùng với Nam Hàn. Tức nghĩa rằng những nước mà có nền kinh tế lớn của thế giới và đặc biệt là những nền kinh tế năng động của thế giới, thậm chí là những nơi gọi là cái thị trường yết hầu của Việt Nam, một cái nơi mà đảm bảo cho cái phát triển cái kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam, những cái thị trường lớn như vậy, thì có thể nói rằng đó là một cái điều rất là đặc biệt trong năm 2023 này. Và cái chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam trong 2 ngày 12 và ngày 13 tháng 12 năm 2023, thì báo chí kể cả bên Trung Quốc cũng như là ở tại hải ngoại cũng đã đặt các cái vấn đề rất là nhiều, nói chung người ta bình luận rất là nhiều. Ở thông tin chính thức từ bên Trung Quốc trước và ngay trong cái chuyến đi này thì những cái tờ báo ở bên Trung Quốc cũng rất là khen ngợi và xác định rằng cái chuyến đi này là cái chuyến đi thành công và nó nâng cấp cái quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đi theo cái hướng chiều sâu, và cái sự hợp tác nó càng chặt chẽ hơn, cái độ tin cậy càng lúc càng cao hơn và mang nó chất bền vững hơn và hợp tác trên nhiều cái lĩnh vực hơn. Và cũng trong cái chuyến đi này, một cái khối lượng rất là đồ sộ những cái văn kiện đã được chuẩn bị và được cho rằng sẽ được ký kết hợp tác trên rất nhiều các lĩnh vực. Hợp tác trên cái lĩnh vực về mặt đảng, cộng sản với nhau, rồi về mặt chính trị, ngay cả về mặt an ninh, ngay cả trên nhiều cái lĩnh vực hợp tác kinh tế chuyên sâu, kinh tế kỹ thuật số, kinh tế sạch xanh, rồi ngay cả phát triển hợp tác về đường gọi là cơ sở hạ tầng và nhiều cái lĩnh vực khác. Cái truyền thông mà người Việt ở tại Hoa Kỳ đó, hay là ở nhiều nơi trên thế giới, thì họ đặt ra, nói chung á thì họ đi theo cái xu hướng rằng họ bài Trung Quốc, cho nên lúc nào mà Việt Nam có những cái quan hệ, có những ký kết với Trung Quốc, họ luôn luôn gièm pha và họ lúc nào cũng nói rằng là Việt Nam cần nên thoát thoát Trung, Việt Nam cần phải gần Mỹ và chơi với Trung Quốc và rất là cẩn thận, coi như là chớ có mà tin được Trung Quốc, và thậm chí là họ còn muốn kích động và muốn tạo ra một sự bài trung lên mức độ cao độ để mà có thể là chấm dứt cái quan hệ với Trung Quốc luôn, đến mức độ như vậy mà đến chất là khiêu khích với Trung Quốc đó. Thí dụ như trong cái chuyến đi này thì họ nói rằng Trung Quốc đưa ra những cái tiêu chí rằng là Việt Nam với Trung Quốc sẽ nâng lên một cái tầm quan hệ mới, và họ dùng cái từ là cùng chung vận mệnh. Cái chữ cùng chung vận mệnh đã được được họ lý giải theo rất là nhiều cách khác nhau. Họ nói rằng Trung Quốc là cái vận mệnh của Trung Quốc là hiện giờ mà có lên thì Việt Nam lên, Trung Quốc xuống thì Việt Nam xuống. Và họ muốn chứng minh rằng Việt Nam là đồ đệ của Trung Quốc, là cái sân sau của Trung Quốc. Và họ muốn nói rằng là hiện giờ là Trung Quốc mà đang nằm trong cái thế là bị Mỹ bao vây cấm vận. Không phải là bao vây cấm vận mà trong cái cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Hoặc là Trung Quốc đang ủng hộ Nga. Rồi cũng liên quan đến vấn đề hồ sơ nóng ở Ukraine, và họ cho rằng đối chọi với Hoa Kỳ và cho rằng Trung Quốc có nhiều cái rủi ro khi mà đối đầu với nước Mỹ, đặc biệt là trên thương trường. Điều đó có nghĩa rằng là khi mà Mỹ phạt thuế ở Trung Quốc thì cũng sẽ phạt thuế Việt Nam. Nói chung là cái gì mà đối với Trung Quốc thì sẽ là ảnh hưởng tới Việt Nam. Nói chung là họ muốn cáo buộc, họ muốn ràng buộc như vậy. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy là trong mấy ngày vừa qua, cũng như là thông tin từ bên Trung Quốc cũng như là trong cái chuyến đi này, người ta nói rằng nâng cấp là cái kiểu quan hệ ngoại giao đó giữa Việt Nam với Trung Quốc đã là đối tác chiến lược toàn diện thì cái mức cao nhất rồi, không có cái việc mà gọi là cái mức nào cao hơn nữa.
À, tuy nhiên thì người ta nói rằng là cần làm sâu sắc hơn nữa cái mối quan hệ đó, hợp tác chặt chẽ hơn nữa và hợp tác rộng rãi hơn nữa và trên nhiều cái lĩnh vực hơn nữa. Thì đó là một cái điều rất là rõ ràng, chứ không có một cái danh xưng danh từ nào hay là một cái từ ngữ nào, một cái thuật ngữ nào để mà nói rằng sẽ nâng cấp lên cái gọi là cùng chung một vận mệnh. Thật ra thì trước đó chúng ta đã thấy rằng ông đại sứ của Trung Quốc, ông Hùng Ba ở tại Việt Nam cũng đã có những cái trả lời báo chí ở trên Việt Nam đó, thì cho biết rằng là cùng chung chí hướng và cùng chia sẻ cái vận mệnh chung. Chứ cái đó là gọi là cái đặc trưng của hai nước, bởi vì hai nước á nó lại là núi liền núi, sông liền sông, và hai nước lại có một cái đặc điểm đặc trưng chung. Và theo như cái truyền thông của Trung Quốc trong cái chuyến đi ông Tập Cận Bình này cũng xác định rất là rõ là một cái mối quan hệ vô cùng đặc biệt và hiếm có ở trên thế giới, bởi vì hai nước là gần nhau, hai nước lại là do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đi đi theo con đường hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội, và hai nước đó cũng trải qua quá nhiều các cái biến cố. Chúng ta đã thấy là từ những cái người bạn rất là thân thiết, những cái người đồng chí vô cùng thấm thiết, những cái người mà đã từng giúp Việt Nam trong cái cuộc chiến chống Mỹ ra cứu nước mà bất vụ lợi, họ đã bỏ tiền của công sức vô cùng to lớn và viện trợ coi như là gần như là không có tính toán cho Việt Nam, từ viên đạn cho đến từng cái thức ăn. Nếu như không có những cái điều đó đó thì có thể nói là cái cuộc chiến mà gọi là chống Mỹ cứu nước của Việt Nam gặp vô cùng khó khăn. Cái điều đó là Việt Nam cũng đã từng nói rằng là luôn luôn ghi nhớ cái sự mà cái giúp đỡ của Trung Quốc trong cái thời điểm đó. Tuy nhiên thì sau đó thì cũng vì những cái mà khác biệt trong cái cách ứng xử của một giới lãnh đạo trong cái thời điểm lúc đó, đặc biệt là ông Đặng Tiểu Bình, để rồi cuối cùng chúng ta thấy rằng dạy cho Việt Nam, cái gọi là dạy cho Việt Nam một bài học, gây ra một cuộc chiến ở biên giới khơi mào hồi tháng 2 năm 1979 và đã tạo ra cho hai nước phải rơi vào cái thế đối đầu với nhau, gọi là kẻ thù với nhau trong một thời điểm nó bị đóng băng cũng cả hơn một chục năm, rất là kinh khủng. Chúng ta đã thấy nó có một cái cuộc và lắng động như vậy. Nhưng mà sau đó thì hai bên nói lại với nhau, thì đầu tiên người ta dùng những cái thuật ngữ cũng rất là dữ dội, nào là 16 chữ vàng bốn tốt các thứ, và từng bước từng cái chỗ dè dặt, từng cái chỗ hợp tác, từng cái chỗ mà coi như là cũng vừa hợp tác vừa đấu tranh, và bây giờ đi đến một cái bước hơn nữa là tạo ra những cái cơ chế để mà xử lý những cái bất đồng, những cái vấn đề mà khác biệt. Và trong mấy năm vừa qua thì có thể nói rằng một cái thời điểm thử thách trong cái quan hệ giữa hai bên, có nhiều cái hồ sơ nóng tưởng chừng rằng rất là căng thẳng, đặc biệt là cái vùng Biển Đông, đặc biệt là những cái mà Việt Nam đã cư xử rất là khéo léo, cái gọi là ngoại giao cây tre của Việt Nam, để tránh vô cùng những cái sự xung đột, tránh những cái sự đối đầu, và thậm chí là tạo ra những cái sự mà nó có thể gây ra những cái căng thẳng to lớn hơn. Chúng ta thấy cách hành xử của Việt Nam trên những cái hồ sơ nóng ở trong cái vùng mà đối với những cái đảo như là Hoàng Trường Sa, chúng ta thấy nó khác hoàn toàn với Philippines. Không cần phải dùng những cái đao to búa lớn, không cần dùng những cái sự kiện tụng, không dùng những cái sự đối đầu chỉ trích dữ dội, nhưng mà khi cần thiết thì cũng vẫn lên án Trung Quốc ở tại các cái diễn đàn lớn của thế giới như là Liên Hợp Quốc, như là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và cũng gửi những cái công hàm để phản đối rất là trực tiếp, rồi có những cái kênh gặp ở cấp cao như vậy. Rõ ràng là trong cái chuyến thăm Trung Quốc hồi cuối năm 2022 của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc ngay sau cái đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì có thể nói là sau cái thời điểm mà bị Covid-19, Trung Quốc đã đóng cửa, nhưng mà sau khi mấy đại hội của họ mới vừa chấm dứt thì cái người khách đầu tiên mà họ mời và cái người khách đầu tiên mà xông đất của Trung Quốc sau cái đại hội 20 đó và cái nhiệm kỳ lần thứ ba của ông Tập Cận Bình, đó chính là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng gặp ông Tập Cận Bình hồi cuối năm ngoái có thể nói là rất là thành công, bởi vì nó đã tái xác lập lại cái định hướng phát triển chiều sâu của hai bên, và
Năm nay thì chúng ta đã thấy năm 2023 này những cái chỉ số cho thấy rằng nó gia tăng rất là đáng kể. Trong đó thì cái nhập siêu của Việt Nam thì có thể nói năm nay cũng đã giảm hơn so với hồi năm ngoái rồi, nó giảm tới 20 mấy%. Và cái xuất mà sang Việt Nam sang Trung Quốc nó lại tăng thêm mấy phần trăm, tức là 5-6%. Thì cái hợp tác nó càng lúc càng chặt chẽ hơn. Những cái vấn đề mà nó còn tồn đọng ngay cả như là cái việc mà thông thương biên giới đó, về hàng hóa của Việt Nam ứ động ở tại biên giới cũng đã có cái cách giải quyết, có những cái phương án và cũng phải có những cái sự triển khai để mà hợp tác trong cái lĩnh vực mà cơ sở hạ tầng, xây dựng những cái tuyến đường sắt, những cái tuyến đường cao tốc, và những cái dự án đó đang được triển khai. Có những cái dự án thì nó nằm ở một cái chương trình, nó nằm ở một cái giai đoạn đã đang khảo sát, đang thiết kế, và có những cái dự án thì Trung Quốc đã chấp nhận để mà đồng ý tài trợ cho những cái công trình đó để mà cho Việt Nam hoàn thành. Thì cụ thể là có nhiều lắm, chúng tôi sẽ có điều kiện thì chúng tôi cũng sẽ lướt qua để mà cho quý vị thấy. Và trở lại cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình lần này thì ở phía Việt Nam chúng ta thấy rằng đón tiếp vô cùng long trọng. Ra sân bay đón đoàn đó thì gồm có ông Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, rồi đón tiếp thì trải thảm đỏ và bắn đại bác, 21 phát đại bác. Có thể nói đó là cái hình thức đón tiếp long trọng nhất. Và cái điều này đã được dự đoán trước. Cái điều này thì ai cũng đã biết trước bởi vì nó đã trở thành thông lệ rồi. Ông Tổng Bí thư của Việt Nam sang Trung Quốc cũng được đón tiếp một cách long trọng như vậy. Thì bây giờ về cũng như thế thôi. Và người ta tin chắc rằng nếu như mà Việt Mỹ mà cũng có thể phối hợp với nhau, cũng có thể đi đến cái chuyện là tạo ra một cái thông lệ như thế, nghĩa là cũng sẽ trải thảm đỏ, cũng sẽ bắn đại bác. Họ thì nhiều người đấy, họ xuyên tạc thì họ nói rằng có lẽ như Việt Nam bên trọng bên khinh, ủng hộ cho Trung Quốc nhiều hơn. Nhưng mà thật ra thì chúng ta phải hiểu được rằng Trung Quốc đó với Việt Nam là có một quan hệ lâu đời, có một cái sự hợp tác chặt chẽ với nhau. Thậm chí là trong lúc Mỹ đang dội bom ở trong Việt Nam, đang tạo ra cái cuộc chiến ở trong Việt Nam, thì Trung Quốc lại là bạn của Việt Nam, giúp cho Việt Nam từng một cái lương khô, từng một cái viên đạn, nó hoàn toàn nó khác khác với Mỹ. Vả lại Trung Quốc với Việt Nam có những khác biệt trên nhiều cái hồ sơ, đặc biệt là trên những hồ sơ nóng ở Biển Đông, nhưng mà trên đa phần những cái phần còn lại, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thì Việt Nam với Trung Quốc có những cái điểm mà tương sinh với nhau, có thể nói là cần thiết, và một cái láng giềng gần là cái điều mà phải giữ. Cái láng giềng gần mà lại là một cái anh, một cái bạn hàng vô cùng to lớn, một cái chợ vô cùng sung túc, với cái số lượng người khách hàng có thể lên tới 1 tỷ tư dân, không có một nước nào bỏ cả, kể cả Mỹ cũng không bao giờ thoát Trung Quốc được. Kể cả Mỹ vẫn còn đang hợp tác với Trung Quốc. Những cái điều mà họ lý giải rằng là Mỹ đang bỏ Trung Quốc, hay là Mỹ quay lưng với Trung Quốc, cắt đuôi Trung Quốc gì đó, là một cái điều nói dốc không có bao giờ có xảy ra hết. Chúng ta thấy rằng hiện giờ nó hoàn toàn nó khác đi. Mấy ngày vừa qua thì tờ báo Tân Hoa Xã và cái tờ Nhân Dân Nhật Báo ở bên Trung Quốc đó, họ có nhắc đến một cái khẳng định mà ở phía Việt Nam, đặc biệt ông Nguyễn Phú Trọng cũng có nói, đó là nhắc lại cái câu nói của cố chủ tịch Hồ Chí Minh là mối tình thắm thiết Việt Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em. Có lẽ đây là cái thời điểm mà người ta có thể là sử dụng lại những cái câu nói như vậy, và nó mang tròn toàn bộ những cái ý nghĩa, và hy vọng rằng cái sự tin cậy nó sẽ khác đi. Bởi vì hai nước đều xác định rằng bây giờ đã một xuất phát điểm, tạo ra một xuất xuất phát điểm mới, và xuất phát điểm này nó tầm cao và cái độ tin cậy chính trị cao nhất. Tức nghĩa rằng sẽ không có những cái lời nói diều hâu, có những cái sự chỉ trích dữ dội, không có những sự gây hấn, hay là ngay cả những sự bất đồng, bất hòa gì đó cũng phải có cái cơ chế giải quyết cho nó thỏa đáng, để mà tập trung hợp tác. Mà người ta dùng cái từ gọi là chia sẻ vận mệnh cơ mà, dùng cái từ là gọi là cùng hướng tới một cái tương lai. Do đó thì hy vọng sau cái chuyến đi này, ngoại trừ những cái văn bản ký kết hợp tác trên tất cả các cái lĩnh vực, trong đó có cả cái lĩnh vực mà hợp tác về an ninh,
hợp tác về trao đổi, về ngay cả về cái vấn đề mà tư pháp nữa. Thì người ta cũng hy vọng rằng cái vấn đề ở Biển Đông nó sẽ ổn. Cái vấn đề mà sinh sống của các ngư dân của Việt Nam ở trong toàn bộ các cái vùng biển thềm lục địa của Việt Nam nó sẽ được đảm bảo an ninh an toàn. Thì mấy ngày vừa rồi thì tờ báo mấy cái tờ báo ở Trung Quốc đó mà chúng tôi vừa nói đó, họ đưa ra những cái hình ảnh chụp chung của ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng, và cũng nhấn mạnh rằng việc hai bên tuyên bố là sẽ định vị mới trong cái quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước, và trên cơ sở làm sâu sắc hơn cái mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện và chung tay xây dựng một cộng đồng và chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Và đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái sự hợp tác đó thì cụ thể trong mấy ngày vừa qua thì chia sẻ về cái tin tức về hợp tác thì ông Hùng Ba là đại sứ của Trung Quốc ở tại Việt Nam cũng có trả lời với báo chí ở trong Việt Nam, thì cho biết rằng đó hai bên thì có trả lời với báo chí rằng xác định rằng đây là cái lần thứ ba của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam. Chúng ta đã biết rồi, hai lần trước là 1215, 2017, rồi bây giờ là 2023. Đó là chưa tính đến cái lần đầu tiên hết, khi mà còn là phó chủ tịch nhà nước. Lúc đó thì ông ta đến Việt Nam từ năm 2011. Cho nên thì đối với ông Nguyễn Phú Trọng đó là đã biết ông Tập Cận Bình, đã từng tiếp xúc với ông Tập Cận Bình từ năm 2011. Nghĩa là đã có một sự quan hệ, một sự thấu hiểu với nhau, nó kéo dài cả một thập kỷ như vậy, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Và năm nay là cái năm mà hai bên kỷ niệm đúng 15 năm ngày ký kết, gọi là nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện. Trong khi đó chúng ta thấy là Mỹ nó mới mới vừa có 1-2 tháng thôi. Trong khi đó Trung Quốc thì đã 15 năm ở cái mức độ như thế này rồi. Cho nên không thể so sánh giữa tại sao đón tiếp một cái ông tổng bí thư, chủ tịch nước của Trung Quốc mà lại đón tiếp một cách long trọng như vậy, trải thảm đỏ như vậy. Bởi vì nó đã có một quan hệ chặt chẽ với nhau, người ta đã trở thành một thông lệ rồi. Và những cái báo chí ở hải ngoại thì cũng lại nói rằng là tại sao lại phải có những cái tứ trụ của Việt Nam lại tiếp đón với ông Tập Cận Bình. Cái điều này cũng rất là dễ hiểu, rồi chúng ta thấy rằng ông Tập Cận Bình là cái người kiêm nhiệm vừa là tổng bí thư vừa là chủ tịch nước nữa, mà lại là một cái nước rất là lớn bao trùm nhiều vấn đề, cho nên thì cái việc mà có tứ trụ tiếp đón thì cũng là cái điều rất là bình thường. Ngay cả ông tổng thống Hoa Kỳ sang Việt Nam cũng vậy, ông tổng thống Hoa Kỳ sang Việt Nam cũng được tứ trụ tiếp, trong đó chúng ta thấy là ông Tập Cận, ông tổng bí thư, rồi ngay cả ông chủ tịch nước thì chiêu đãi, rồi cũng có đến gặp ông Vương Đình Huệ đó, chúng ta thấy rất là rõ như vậy. Ngay cả ông Phạm Minh Chính nữa, thì mà ông tổng thống Hoa Kỳ thì cũng kiêm nhiệm, ông ta vừa là cái người nguyên thủ quốc gia, tức nghĩa là chủ tịch nước, tức là tổng thống đó, mà vừa là người đứng đầu chính phủ, tức nghĩa là thủ tướng luôn. Bởi giờ ở nước Mỹ không có cái vai trò thủ tướng, mà là ông tổng thống là cái người đứng đầu chính phủ luôn, đứng đầu nội các nữa. Cho nên về mặt nguyên tắc thì tệ lắm cũng phải hai người là phải tiếp rồi, bởi vì ông ta làm ngồi hai cái ghế cơ mà, hai vai cơ mà. Thì cái việc mà nhiều người tiếp, nhiều người mà tiếp xúc, rồi quan chức tiếp xúc để mà tìm cơ hội hợp tác hay là người ta ký kết văn kiện thì cái chuyện rất là bình thường, có cái gì đâu mà phải xuyên tạc, có cái gì đâu mà phải phải cố gắng để mà nói nó khác đi. Có thể nói rằng lần này đó thì hai nước sẽ làm những cái ý kiến hợp tác chặt chẽ hơn, như những cái lĩnh vực làm sâu sắc hơn nữa cái sự hợp tác trong cái lĩnh vực như là chính trị nè, kể cả chính trị luôn, kể cả an ninh, kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác trong các cái cơ chế gọi là đa phương. Rồi dự kiến sẽ ký kết rất là nhiều các cái văn kiện quan trọng, trong đó thì đặc biệt như là hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, quốc phòng, an ninh, các cái kênh đảng, rồi ngay cả hợp tác về truyền thông nữa, rồi kết nối phát triển kinh tế thương mại và đầu tư,
kinh tế số, phát triển xanh, xuất nhập khẩu hàng nông sản, thủy lợi, hợp tác trên biển nữa, vân vân. Và lãnh đạo hai bên sẽ đi sâu trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, tức là còn có nghĩa vụ quốc tế nữa. Và chúng ta thấy rằng đó, cái Việt Nam thì năm nay, và họ chẳng những là năm nay mà đã nhiều năm rồi, Trung Quốc đã trở thành là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Còn đối với Việt Nam thì cái nền kinh tế của Việt Nam, cái quan hệ kinh tế với Việt Nam đó thì là đứng thứ tư trong các nước quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Bởi vì chúng ta thấy cái vai trò rất là lớn. Và Trung Quốc đó thì bây giờ đang sẵn sàng mở rộng cái cửa khẩu, cái nhập khẩu các cái mặt hàng thủy sản, nông sản của Việt Nam. Cho biết rằng ba quý đầu năm nay thì kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Một cái số lượng tăng trưởng rất là lớn, tức là một hơn một rưỡi đó. Và ví dụ như là hồi đầu năm 2023, khi mà Việt Nam đặt ra một cái mục tiêu rằng sẽ xuất khẩu một cái trái cây mà phía bên Trung Quốc họ rất là thích, mà đó là cái trái sầu riêng. Việt Nam tính rằng trong năm 2023 này đó là sẽ xuất khẩu khoảng chừng 1 tỷ đô la gọi là sầu riêng sang Trung Quốc. Nhưng mà mới tính tới hồi tháng 10 thôi, sau khi mà kết thúc tháng 10 đó, thì cái việc mà xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đã đạt 1 tỷ 950 triệu, tức nghĩa là gấp đôi cái số lượng mà trong khi chưa hết năm, tức là còn 2 tháng nữa. Thì trong 2 tháng cuối người ta tính rằng nó sẽ phải chừng mấy trăm triệu nữa, tức nghĩa là cái số lượng mà gọi là sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc đã đạt phải hơn 2 tỷ Mỹ Kim. Rất là kinh khủng. Người ta thấy là lần đầu tiên có thể nói rằng cái trái sầu riêng cũng lại là một trong những cái trái mà mang tính chất chiến lược để mà xuất khẩu sang Trung Quốc. Và kim ngạch xuất nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm nay đó thì nhập khẩu xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 37%, trong khi đó nhập khẩu Trung Quốc vào Việt Nam đã giảm 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là những số liệu rất là tích cực. Và nói về cái sự hợp tác trong thời gian vừa qua thì cách đây mấy tháng, ông Chủ tịch nước của Việt Nam là ông Võ Văn Thưởng có đến Trung Quốc để dự cái hội nghị và con đường vành đai lần thứ ba. Thì những cái truyền thông ở hải ngoại thì họ nói là Việt Nam là cũng nằm trong con đường vành đai, thì thực ra là đúng như vậy. Thì hợp tác con đường vành đai, tận dụng cái sức mạnh của Trung Quốc rồi để mà đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cái kinh nghiệm của Trung Quốc nữa, vốn liếng của Trung Quốc, thì cái chuyện đó là rất là bình thường thôi. Vấn đề làm sao mà khai thác và vận dụng đó là hiệu quả. Thì theo như ông Đại sứ Hùng Ba cũng đã cho biết rằng đó, Việt Nam có cái địa lý vô cùng quan trọng và là cầu nối quan trọng trong cái kết nối giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, bởi vì tạo ra một cái cơ sở hạ tầng mà nó liên kết trong một vùng như vậy. Trung Quốc thì họ chuyển hàng sang Việt Nam chuyển sang Trung, rồi bắt đầu họ chạy qua Trung Campuchia, qua Lào, qua các nước trong khu vực. Thì Trung Quốc hiện giờ họ đang ưu tiên để mà xây dựng một cái con đường, hay là gọi là cái tuyến đường, gọi là tuyến đường sắt xuyên Á, sẽ kết nối với các cái tuyến phía đông và phía tây cũng như là ở phía giữa. Và cái tuyến xuyên Á này đó nó sẽ đi qua Việt Nam và sẽ có cái nhu cầu sử dụng rất là lớn, và vì vậy đó cần phải đẩy nhanh các cái tiến độ. Và Trung Quốc thì họ có ưu thế về công nghệ, về cái quy mô và chất lượng trong cái việc mà xây dựng các cái cơ sở hạ tầng. Tính đến hiện giờ đó thì Trung Quốc họ đã sở hữu cái công nghệ cũng như là cái kỹ thuật về xây dựng đường 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 xá của họ rất là nổi tiếng rồi. Chúng ta thấy những hình ảnh mà chiếu ở trên mạng xã hội, có nhiều cái cầu đường mà thậm chí là chúng ta thấy nó còn hùng vĩ, nó còn kỹ thuật rất là cao, thậm chí là có nhiều cái công trình mà ở Mỹ còn chưa có nữa. Và Trung Quốc bây giờ thì họ đã dám làm, và họ làm những cái công trình còn quy mô hơn, to lớn hơn, những cái cầu dài hơn, cao hơn, thậm chí là những cái đường hầm nữa, rất là dữ dội. Và bây giờ thì có thể nói rằng Trung Quốc đang có ưu thế về những cái công nghệ như vậy, và cái đội ngũ thi công tuyến đường sắt gọi là cao tốc nó đồ sộ nhất, khối lượng dữ dội nhất và lại là tốt nhất của thế giới. Họ thi công không chỉ là ở ở Trung Quốc không, mà nhiều nước khác trên thế giới, thậm chí là châu Âu.
cũng đã đặt hàng Trung Quốc để mà làm nữa. Và đến nay thì Trung Quốc đã xây dựng được 42.000 km đường sắt cao tốc và 180.000 km đường bộ cao tốc. Con số rất là ấn tượng. Và có thể nói rằng đó, Trung Quốc và Việt Nam sẽ đẩy nhanh cái đàm phán cái dự án hợp tác xây dựng tuyến đường sắt Hà Khẩu Vân Nam, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Và đã đi đến cái giai đoạn gọi là lập báo cáo khả thi của vụ án của cái dự án này. Và theo đề xuất của phía Việt Nam thì Trung Quốc sẵn sàng thông qua cái nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ cho Việt Nam nâng cấp cải tạo cái đường sắt bằng tường Quảng Tây đến Đồng Đăng, Lạng Sơn và Hà Nội. Thì ngoài ra thì Trung Quốc cũng đang sẵn sàng để hỗ trợ Việt Nam quy hoạch cái tuyến đường sắt Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. Tức nghĩa rằng toàn bộ những cái khu vực ở trong phía Bắc của Việt Nam tạo ra một cái vành đai chung để mà vận chuyển các cái hàng hóa thông thương qua cửa khẩu đối với Trung Quốc và tạo ra một sự thông thoáng để tránh đi những cái ùn tắc bế tắc như là trong cái thời gian vừa qua. Và ông Hùng Ba cũng đã tin tưởng và nói rằng đó nếu như những dự án kể trên mà nó hoàn thành thì chắc chắn sẽ góp phần nâng cao hơn nữa và cái tạo ra cái hiệu quả về sự kết nối cái sự giao thông giữa hai nơi và đặc biệt là sẽ nâng cao cái hiệu suất gọi là vận chuyển hàng hóa thông thương xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Trung Quốc và chắc chắn sẽ không còn xảy ra cái tình trạng ông ta cam kết luôn sẽ không còn xảy ra cái tình trạng gọi là ùn tắc hàng hóa tại cái cửa khẩu như thời gian vừa qua hoặc là khi mà xảy ra cái đại dịch Covid-19 đó. Và bên cạnh đó thì hai bên cũng đang triển khai thí điểm cái cửa khẩu thông quan thông minh tại cửa khẩu Hữu Nghị sẽ thực hiện là thông quan 24 trên 24 giờ. Tức là bây giờ thì chưa có xong các cái hệ thống đường sắt thì bây giờ thì qua cái cửa khẩu và gọi là cửa khẩu Hữu Nghị đó thì họ đang thí điểm gọi là cái cửa khẩu thông quan thông minh nghĩa là mang tính chất là cảm ứng mang tính chất rằng sử dụng tự động hóa cao hơn để mà cho nó thông qua nó nhanh nhanh chóng và 24 giờ 24 giờ không có thời gian nghỉ luôn nghĩa là để đẩy mạnh luôn. Cái điều này rất là dễ hiểu thôi, khi mà hợp tác với nhau, khi mà tin cậy lẫn nhau, khi mà tạo điều kiện để mà phát triển cho nhau thì nó rất là dễ. Còn một khi mà họ muốn thực hiện những cái chiêu trò họ khi mà họ họ làm khó làm dễ thì nó cũng lại có những cái cách đó. Chúng ta đã thấy rằng trong những cái thời điểm mà những cái hàng hóa của Việt Nam hàng 4-5 ngàn các cái thùng container đó mà phải ứ động ở một cái vùng biên giới như vậy, đặc biệt là những cái thời điểm cận Tết thì đó là một cái điều mà ai cũng không có muốn thấy cả. Thì có thể nói là những cái dự án trên mà nếu hoàn thành sẽ giúp cho Việt Nam tạo ra một hành lang kinh tế mới và thông qua Trung Quốc kết nối với các nước trong cái vùng. Chẳng những là trong cái vùng lãnh thổ của Trung Quốc không, mà còn đi qua các nước Trung Á nữa. Rồi đi lên ở phía bên châu Âu luôn, đi bằng đường bộ qua châu Âu luôn. Nó sẽ tạo ra một sự thông thương hơn, đẩy mạnh kinh tế hàng hóa của Việt Nam thông xuyên qua Trung Quốc để mà đi qua những cái nước như vậy. Và nó tạo ra một cái việc phát triển trong một cái vành đai lớn và tạo ra một cái môi trường hay là một cái thị trường rộng mở hơn ngoài Trung Quốc nữa. Đó là cái điều mà ai cũng đã nghĩ tới và cái đó là cái điều mà ở phía bên Trung Quốc họ đã nói như vậy. Có thể nói rằng đó bây giờ thì cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam chúng ta thấy rằng rất là long trọng. Và những cái sự cam kết, những sự ký kết, những sự hợp tác càng lúc càng chặt chẽ. Và đối với những người mà dân Việt Nam ngay cả trong nước và ngoài nước đi nữa thì người ta muốn rằng là Việt Nam phải vững mạnh. Người dân Việt Nam phải giàu và đất nước Việt Nam phải mạnh và cái an toàn, cái bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là phải vững chắc. Cái đó là cái điều mà gọi là thiêng liêng nhất rồi. Cái điều đó là cái điều tối kỵ, cái điều đó không thể nào thay đổi được. Thì còn cái làm ăn kinh tế là cái điều mà nó tạo ra một cái xương sống để mà sức sống của bao nhiêu người dân ở Việt Nam, trong đó có cả cái hợp tác về du lịch, về kinh tế, về xuất nhập khẩu, về hợp tác trong nhiều cái lĩnh vực khác nữa. Và Trung Quốc thì hiện giờ trong cái chuyến đi này cũng nói rằng sẽ hợp tác trong cái lĩnh vực chiều sâu nữa, đó là công nghệ kỹ thuật số, thì chúng ta cũng tin tưởng. Và ở hải ngoại thì cũng có nhiều người họ nói đùa rằng là Việt Nam
bây giờ thì có một cái sự ve vãn giữa hai cái anh lớn, trong đó thì Mỹ với Trung Quốc. Cho nên thì Mỹ vừa rồi thì cũng đưa cái tay ra và nói rằng sẽ hợp tác với Việt Nam, thậm chí là hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, chất bán dẫn các thứ. Thì Trung Quốc bây giờ họ cũng không muốn chịu thua, họ cũng không muốn mất Việt Nam, họ không muốn Việt Nam bị rơi vào cái vòng tay của Hoa Kỳ chẳng hạn, hoặc là bị ảnh hưởng nhiều ở Hoa Kỳ, cho nên họ tạo cái cơ chế và nó tạo cái thông thoáng. Cho nên thì nhiều người quay lại kết luận rằng là Việt Nam vừa rồi nâng cấp quan hệ với Mỹ là một cái động thái vô cùng khôn khéo trong cái ngoại giao cây tre của Việt Nam. Và càng làm như vậy thì Trung Quốc họ mới càng sát lại Việt Nam và càng tạo ra cho Việt Nam nhiều cái ưu thế hơn. Và lại càng đảm bảo cái an ninh, cái toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam nữa. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Thì người ta nói rằng cái quan hệ giữa Việt Nam đó, Việt Nam là một vị thế rất là đặc biệt và một cái đất nước mà có quan hệ ngoại giao mà đan xen đối với những cái đối tác là nhiều khi có sự xung đột lẫn nhau, có sự đối nghịch lẫn nhau, nhưng mà cùng coi Việt Nam là bạn. Thí dụ như giữa Nga với Trung Quốc, Nga với Trung Quốc với Mỹ hiện giờ đang có những cái sự đối chọi với nhau, nhưng mà tất cả đều là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Giữa Nga với Ukraine hiện giờ là đang là đối thủ với nhau, nhưng mà Việt Nam vẫn là ngoại giao rất tốt đẹp với Nga, và ngoại giao vẫn rất tốt đẹp thân thiện với Ukraine. Rồi ngay cả Nam Bắc Hàn cũng vậy, Việt Nam thì có quan hệ với cả hai bên luôn. Bắc Hàn cũng rất là tin tưởng Việt Nam, đã từng chọn Việt Nam là cái nơi để mà gặp gỡ ông tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump ở Đà Nẵng, chúng ta thấy rất là rõ. Thì những cái chuyện mà đặc biệt như vậy đó chỉ có Việt Nam mới có thôi, và Việt Nam làm hiện giờ thì được đánh giá rất là cao về cái gọi là ngoại giao cây tre của Việt Nam. Và chúng ta hy vọng rằng là sau cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình thì những cái bất đồng, bất ổn, những cái sự gây hấn, những cái sự mà tạo ra những cái sự xâm phạm bậy bạ gì đó của Trung Quốc trong cái vùng Biển Đông đó, nó sẽ không có nữa. Hoặc là những cái bài viết, bài nói, những cái sự chỉ trích mang cái tính chất diều hâu của những cái tờ báo như là Tân Hoa Xã hay những tờ báo của bên Trung Quốc sẽ không còn nữa. Và đó là cái điều mà chúng ta mong muốn nó như vậy. Và hôm nay thì cái clip này quá dài rồi, chúng ta xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và trở lại quý vị trong chương trình tới. Xin kính chào.